Thưa quý vị, như nhiều ý kiến nhận định, cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay như một cuộc tổng tiến công với những trận đánh cụ thể rõ ràng khiến nhân dân chờ mong hàng ngày. Chính vì thế mà công tác phòng chống tham nhũng cần phải làm quyết tâm quyết liệt, không dừng, không nghỉ trong bất kỳ hoàn cảnh nào và phải tiếp tục làm mạnh hơn nữa để tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của Đảng bộ, đảng viên và nhân dân trước Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trong công tác phòng chống tham nhũng, tạo niềm tin trong nhân dân. Trong bối cảnh cả nước chung tay tập trung chống dịch, thì vẫn có những con người với những suy nghĩ, việc làm lạc lõng, đi ngược lại với xu thế chung khi chỉ lo vun vén lợi ích cá nhân, thậm chí có những hành vi vi phạm pháp luật làm cho người dân bức xúc và bất bình. Thường trực Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa vụ án nâng khống giá trị thiết bị y tế phòng chống dịch vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Chúng ta tin tưởng rằng vụ án sẽ được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Từ vụ án này cho thấy một thực tế là dù ở đâu, trong điều kiện hoàn cảnh nào, do bất cứ ai thực hiện, nếu có hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích của người dân, của quốc gia dân tộc, sớm muộn sẽ bị phát hiện và xử lý. Trong năm 2019, tòa án các cấp đã xét xử 279 vụ với 66.114 bị cáo phạm các tội tham nhũng. Các tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt tù chung thân 10 bị cáo, xử phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm đối với 23 bị cáo. Nhìn chung, các tòa án đã áp dụng hình phạt tương đối nghiêm khắc. Các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố đã phối hợp xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Có thể nói rằng là Hà Nội là một trong những đơn vị lớn tiếp nhận một cái số lượng lớn nhất các vụ án do Trung ương phân công. Có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhưng đều được giải quyết tốt. Tham nhũng thì ai cũng biết rồi, là phải người có chức, có quyền, có vị trí thì mới có những cái điều kiện để tham nhũng. Thế thì chính vì những cái việc như vậy thì đầu tiên là phải quán triệt đối với những từng cán bộ chiến sĩ đối với mình để phòng ngừa sự chống tham nhũng vật. Rồi cái thứ hai nữa là trong cái khía cạnh điều tra là phải phòng ngừa tham nhũng của tham nhũng. Thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn, cũng như cần chú trọng cả phòng và chống, trong đó lấy phòng ngừa là chính để phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả các hành vi tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt bên cạnh việc tăng cường lãnh đạo, quản lý của cấp ủy các cấp, cần nhấn mạnh vai trò gương mẫu của người đứng đầu đối với phương châm triệt để tiết kiệm để ngăn ngừa lãng phí. Đồng thời cần tăng cường thanh kiểm tra, kiên quyết đấu tranh xử lý mọi hành vi tiêu cực, đặc biệt trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Tới đây chúng ta phải làm nào là lựa chọn được cái đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ ở tầm chiến lược, là cho nó thật là chuẩn, thật chặt chẽ. Ngoài những tiêu chí cụ thể về quy định trong cái văn bản thì vấn đề là thực tế là như nào, bản thân những con người thực tế như nào, đã trải qua, đã kinh nghiệm thực tế ra sao, rồi vấn đề cái đánh giá của những người xung quanh, tức là của cộng đồng, chúng ta sẽ có cái cách thực hiện, có quy trình cho nó chuẩn. Bên cạnh những kết quả toàn diện nổi bật mà Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được trong chương trình số 7 ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Thành ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 01 ngày 2 tháng 1 năm 2020 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 với 8 nhiệm vụ giải pháp chính như sau. 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. 2. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 3. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. 4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng. 5. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng. 6. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước. 7. Thực hiện thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội còn ban hành kế hoạch số 115 ngày 5 tháng 6 năm 2020 về tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm tạo cơ hội cho báo cáo viên pháp luật,
tuyên truyền viên pháp luật, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Đại hội Đảng các cấp, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 và góp phần vào công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. Cái chủ trương của chúng ta trong phòng chống tham nhũng là không có vào vụ cấp và không có ngoại lệ, nhân dân rất là tin tưởng và hy vọng rằng là công cuộc phòng chống tham nhũng này tiếp tục quyết liệt hơn nữa. Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù phải tập trung cao trong phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, công tác phòng chống tham nhũng vẫn luôn được quan tâm, chú trọng, đẩy mạnh và không bị chùng xuống. Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài mới đạt được hiệu quả cao nhất. Vì vậy mà công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng luôn được thành phố tiến hành theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng, của các cơ quan tiến hành tố tụng. Chính nhờ sự sáng tạo, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, điều hành của các cấp chính quyền đã thực sự nâng tầm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ Hà Nội. Đây là minh chứng xác định cho nhận định, đánh giá Đảng bộ Hà Nội là đảng bộ tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng thủ đô và đất nước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, điều tốt cần phải được nâng niu trân trọng và nhân rộng. Cái sai, điều trái cần phải được phát hiện, đấu tranh, nhất là các hành vi vòi vĩnh, trục lợi, tham nhũng trong bối cảnh khó khăn, cả nước đang gồng mình chống dịch. Kết quả của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua đã mang lại niềm tin cho nhân dân, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội. Do đó, không có lý do gì mà chúng ta lại ngơi nghỉ hay trùng lại, đặc biệt ở thời điểm Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra. Trong các chỉ đạo về vấn đề này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nhiều lần nhấn mạnh về việc cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục quyết liệt, hiệu quả cao hơn, đồng bộ, chặt chẽ hơn, bởi đây cũng chính là mong muốn của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến đây chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!